Những ngày này, cán bộ, đảng viên, quân và dân cả nước nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng cũng đã bày tỏ niềm tin sắt son hướng về Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, phù hợp của Đảng để phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững. Nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng, ông Lê Đức Vượng, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, rất phấn khởi trước những thành tựu to lớn của đất nước trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GDP bình quân vẫn đạt 5,9% một năm, thu nhập đầu người tăng đều qua từng năm, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 3%. Đối với người dân, chúng tôi là cũng mong muốn đại hội có những cái quyết sách đúng đắn và thực sự đổi mới để làm thế nào mà cái tốc độ kinh tế tăng trưởng, nhân dân được ấm no, tăng cường nữa về các chính sách an sinh xã hội và các cái chính sách mà giảm nghèo bền vững. Đảng đã lãnh đạo và đến nay là cái nông thôn mới đã là hoàn chỉnh tương đối rồi đấy. Tới đây đại hội thì chúng tôi cũng là người công dân, cũng mong rằng là đại hội tức là cũng quan tâm hơn nữa để cái vấn đề mà nâng cao cái tập trung dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và phát triển mạnh hơn. Đối với thanh niên thì chúng tôi mong muốn rằng là đại hội sẽ có những quyết sách liên quan đến vấn đề nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên để thanh niên có thể thể hiện được cái khả năng, năng lực cũng như là phát huy trí tuệ, đóng góp vào cùng với lại Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh. Hướng về Đại hội 13 của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Ninh Bình đặt niềm tin và kỳ vọng qua đại hội sẽ tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.